1001 câu chuyện phía sau màn giam cấn ngoạn mục của Southwest, ai cũng cùng một nỗi niềm, riêng Mueller thêm lý do đặc biệt. Đi đối với sự nổi tiếng, được người săn đón của Southwest là những áp lực vô hình hiếm khi được chia sẻ. Đặc biệt, là những người của công chúng, mỗi lần khoảnh khắc nghệ sĩ xuất hiện đều bị soi từng chân tơ kẽ tóc, điều này khiến hội mỹ nhân Viz vô cùng áp lực. Chính vì lý do này, nhiều nghệ sĩ đã hạ quyết tâm, giảm cân để thay đổi ngoại hình. Min, áp lực tâm lý, giảm cân điên cuồng vì sợ chê béo. Gần đây, Min bất ngờ nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng khi tung loạt ảnh diện nội ý khoe trọn 3 vòng gọi cảm. Tuy nhiên, phía sau màn giảm cân ngoạn mục đó lại là một câu chuyện đáng suy ngẫm. Min chia sẻ lý do lớn nhất khiến cô quyết tâm ép cân là do không chịu được những lời miệt thị ngoại hình. Cụ thể, Min chia sẻ, Min đã có một quãng thời gian hành hạ bản thân với việc giảm cân và tăng cân điên cuồng. Thời Min nặng nhất là 60kg, vì quá tự tin nên hì hục ép xuống còn 50kg. Lúc đó Min vẫn chưa thấy hài lòng, cộng thêm giảm cân làm Min chán ăn nên tự tụt xuống còn 45kg. Sau tất cả nỗ lực giảm cân, Min lại vướng phải tranh luận của dân mạng cho rằng vóc dáng cô đang thiếu sức sống, quá gầy, khiến nữ ca sĩ rất mệt mỏi. Tuy nhiên, sau đó, Min học cách cân bằng cuộc sống và tạo cho bản thân những thói quen tốt. Hiện, nữ ca sĩ đừng yêu nữa, em mệt rồi, đang rất hài lòng với cân nặng 53kg và chiều cao 1m65. Min từng sở hữu thân hình đầy đặn, nóng bỏng. Tuy nhiên, có giai đoạn cô gầy đáng báo động. Đến mới đây nữ ca sĩ mới tiết lộ nguyên nhân là do bị áp lực ngoại hình, giảm cân mất kiểm soát. Kỳ Duyên, siết 10kg trong 45 ngày vì bị dân tình gọi là cô bé đầu con. Cân nặng tăng giảm bất thường của Kỳ Duyên vẫn luôn là chủ đề được khán giả đặc biệt quan tâm. Vào khoảng tháng 9 năm 2019, Hoa hậu Việt Nam 2014 bất ngờ khi xuất hiện với thân hình ngấn mỡ, phát tướng, nhiều người còn gọi nàng hậu là cô bé đầu con. Giữa lúc bị công chúng bàn tán, Kỳ Duyên cho biết cô đã thật sự áp lực về vấn đề hình thể và quyết định thực hiện quá trình ép cân khắc nghiệt sau khi trở về từ chương trình Cuộc đua kỳ thú, kết quả giảm được số cân đáng kể chỉ trong 20 ngày. Theo người đẹp, cô giảm được 10kg chỉ trong 45 ngày mà không phải nhịn ăn. Bí quyết để có được kết quả đáng ngạc nhiên này là nhờ một tháng rưỡi kiên trì chế độ ăn uống khoa học nhất, với món chính là cá hồi và gà, rau củ. Ngoài ra Kỳ Duyên còn thường xuyên dành một tiếng chạy bộ mỗi tối, để tiêu hao thêm năng lượng dư thừa. Hoa hậu Kỳ Duyên từng lộ bụng ngấn mỡ gây hoang mang. Ngay sau khi bị gọi là cô bé đồ con, Kỳ Duyên đã lao vào giảm cân, siết 10kg trong 45 ngày. Mueller, giảm cân vì bị body shaming và lý do đặc biệt này. Sau hơn một năm dành thời gian tập luyện và ăn uống hợp lý để giảm cân, Mueller hiện tại đã sở hữu body thon gọn, khỏe khoắn. Tuy nhiên, Mueller chia sẻ cô cùng từng gặp không ít lần miệt thị ngoại hình và đó cũng là một trong những lý do khiến nữ ca sĩ quyết tâm thay đổi. Tôi từng gặp phải body shaming miệt thị cơ thể, nên tôi không thích body shaming và nói không với việc kỳ thị cơ thể người khác. Tôi nghĩ, những lời phán xét vô tình đôi khi rất tàn nhẫn và ảnh hưởng đến tinh thần người khác. Với tôi, mỗi người có mỗi nét đẹp riêng. Mueller nghĩ vẻ đẹp của con người không chỉ đến từ hình thức bên ngoài, mà đến từ nguồn năng lượng tỏa ra từ bên trong, Mueller chia sẻ. Tuy nhiên, ngoài việc giảm cân để bớt bị miệt thị, soi mói, Mueller còn chia sẻ thêm một lý do đặc biệt, cô quyết tâm thay đổi để tạo cảm hứng sống tích cực cho người khác. Tôi muốn tập luyện chăm chỉ để cơ thể thật khỏe khoắn, thay đổi lối sống và sinh hoạt lành mạnh. Vì có sức khỏe rồi thì mình mới có năng suất làm việc tốt, duy trì sự tập luyện, thoải mái đi du lịch, tận hưởng cuộc sống theo ý của mình muốn. Riêng chuyện mập ốm được xếp đằng sau đã, nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ. Màn giảm cân gây chú ý của Mueller sau khi liên tục bị chê béo trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, một lý do khác khiến cô giảm cân là muốn tập sống cuộc sống lành mạnh và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Minh Hằng, giảm cân vì áp ảnh biệt danh bé heo. Minh Hằng cũng từng có thời kỳ sở hữu ngoại hình mũm mĩm, biệt danh bé heo của nữ ca sĩ cũng được đặt do thân hình quá khổ của cô. Ý thức được việc phải chăm lo ngoại hình, nên sau thời gian luôn xuất hiện với thân hình thừa cân và liên tục bị góp ý, Minh Hằng đã nỗ lực thay đổi, tích cực giảm cân và lột xác thành công với thân hình thon gọn, gợi cảm. Tuy nhiên vào đầu năm 2020, cô lại làm người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện với body gầy guộc đến báo động. Thời điểm này, nhiều người đã động viên nữ ca sĩ rằng bé heo chỉ là cách gọi đáng yêu, thân thiện chứ không có hàm ý mỉa mai hay miệt thị ngoại hình nữ ca sĩ. Hình ảnh Minh Hằng lúc mới vào nghề khiến cô có biệt danh là bé heo. Tuy nhiên, có lần cô khiến người hâm mộ cực lo lắng khi lộ body trơ xương. Bích Phương, nhịn ăn, ép cân sau loạt góp ý của dân mạng. Khi mới tham gia nghệ thuật, Bích Phương sở hữu ngoại hình khá tròn trịa, nước da ngăm đen, phong cách không quá nổi bật. Tuy nhiên sau nhiều năm hoạt động, nhận khá nhiều ý kiến đóng góp, Bích Phương quyết tâm thay đổi bề ngoài.
Đáng chú ý nhất là vào năm 2018, nữ ca sĩ đã làm khán giả không khỏi xôn xao với màn lột xác thần kỳ nhờ giảm cân. Cô xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp với vóc dáng mình hạc xương mai, đường cong nuột nà. Theo chia sẻ của Bích Phương, cô đã phải nhịn ăn và ép cân để có được ngoại hình đáng mơ ước như hiện tại. Sau những bàn tán, cô quyết định ép cân để thay đổi bản thân. Không ngoa khi cho rằng, Bích Phương là một trong các mỹ nhân thay đổi bề ngoài thành công nhất Viz. Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Miu Lê, Minh Hằng, Bích Phương, Kỳ Duyên. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.